Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng nguồn vốn hoạt động tại phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Long Điền có hơn 543 tỷ đồng, tăng hơn 47 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong số này, vốn trung ương hơn 272 tỷ đồng, vốn nhận ủy thác của địa phương hơn 209 tỷ đồng, vốn huy động trung ương cấp bù lãi suất hơn 62 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2023, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Long Điền đã giải ngân cho hơn 1.736 lượt khách hàng vay trên 98 tỷ đồng. Theo các chương trình giải quyết việc làm, nước sạch, vệ sinh môi trường, hộ nghèo, học sinh, sinh viên. Doanh số thu nợ hơn 57 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đến 30 tháng 6 năm 2023 hơn 474 tỷ đồng với 9.744 khách hàng đang vay, tăng hơn 40 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng hơn 9,3%.